Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Gạo lứt có sức quyến rũ riêng. Gạo lứt là thức ăn chính của người Việt. Ngoài tính bổ dưỡng, gạo lứt còn có khả năng thiết lập quân bình âm dương cho cơ thể, nên giúp cơ thể cường tráng và trừ mọi bệnh tật. Do vậy, gạo lứt còn được mệnh danh là lương dược và là hạt ngọc của trời đất ban tặng con người. Thế nào là thức ăn tốt? Là thức ăn quân bình âm dương và được trồng và chế biến phù hợp với tự nhiên, không sử dụng phân hóa học, hóa chất trong khi trồng, khi bảo quản và khi chế biến. Để tính âm dương trong thức ăn, tiên sinh Osawa, người sáng lập phương pháp thực dưỡng vào đầu thế kỷ 20, dựa vào tỷ lệ kali trên natri có trong thức ăn là bằng 5. Thức ăn quân bình. Kali trên natri mà lớn hơn 5 là âm hơn. Kali trên natri nhỏ hơn 5 là dương hơn. Tỷ lệ trong gạo lứt là 4,5. Nên gạo lứt được xem là quân bình âm dương. Và đây là lý do tại sao tổ tiên loài người sử dụng gạo lứt là món ăn chính. Trong các sách y học cổ của phương Đông cũng ghi chép lại điều này. Bác sĩ Lê Minh đã có một đề tài nghiên cứu mang tên Gạo lứt là hạt của sự sống. Trong chất cám của gạo lứt, các nhà nghiên cứu tìm thấy trên 1.000 chất. Trong đó có nhiều chất rất cần thiết cho sự phát triển của não bộ và trí tuệ con người. Nhờ ăn gạo lứt và cóc loại, con người mới vượt lên trên các loài động vật khác. Theo Đông y, bệnh tật phát sinh do cơ thể mất cân bằng âm dương, do ăn những thức ăn không cân bằng, quá âm hoặc quá dương, và chữa bệnh là lập lại cân bằng âm dương cho cơ thể. Gạo lứt là thức ăn cân bằng âm dương nên có khả năng lập lại quân bình âm dương và cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể, dẫn đến hết tất cả các bệnh tật, kể cả các bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, suy thận, xơ gan, viêm gan siêu vi, thoái hóa xương khớp, gút, béo phì. Ví dụ, trong gạo lứt có chứa nhiều kẽm và chrome. Có hai chất này kích thích tuyến tụy tiết ra insulin nội sinh để điều hòa lượng đường trong máu, nên làm lành hoàn toàn bệnh tiểu đường. Có thể nói, gạo lứt là thức ăn của sức khỏe và hạnh phúc. Gạo lứt là hạt gạo còn lớp cám và chỉ xay bỏ vỏ trấu. Khi loại bỏ lớp cám, trở thành gạo trắng thông dụng hiện nay. Gạo lứt có 3 loại mang 3 màu khác nhau: trắng ngà, đỏ hoặc đen. Theo Đông y, gạo lứt rất bổ, điều hòa năm tạng, bổ tỳ vị, bổ phế khí, ích thần tinh, mạnh tâm trí, cứng xương cân, làm thân thể cường tráng. Gạo lứt được Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc FAO đánh giá là bổ dưỡng nhất vì có đủ các axit amin cần thiết và các chất bổ dưỡng khác. Thức ăn tốt sẽ có máu tốt sẽ có tế bào tốt sẽ có cơ thể tốt sẽ có suy nghĩ tốt, và từ suy nghĩ tốt sẽ có hành động tốt, từ hành động tốt sẽ có cuộc sống tốt, từ cuộc sống tốt sẽ có xã hội tốt. Như vậy, nền tảng của cuộc sống là thức ăn. Chúng ta muốn xây dựng bất kỳ điều gì phải chú ý cẩn thận đến nền tảng này để được trọn vẹn và khỏi bị gãy đổ giữa chừng. Trong tất cả các loại thức ăn, hạt cốc là thức ăn tốt nhất cho con người. Trong hạt cốc, gạo lứt là lựa chọn khôn ngoan nhất của chúng ta. Gạo lứt là thức ăn cao cấp nhất dành cho loài cao cấp nhất, chính là con người trên trái đất này. Ha ha ha, 问什么的说